Sử dụng bồ câu để chuyển thư. Hồi xưa thì người ta sử dụng bồ câu để chuyển thư. Còn chuyển như thế nào thì mời em lên mạng để tìm hiểu. Hồi xưa sử dụng bồ câu để chuyển thư nó nổi tiếng đến nỗi nó cũng đã có cái bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên, bài bồ câu không đưa thư. Và nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng có một cái quyển truyện tên là bồ câu không đưa thư. Thì em thử suy nghĩ coi nếu mà bồ câu chuyển thư mà những vấn đề bảo mật nó có được hay không ha. Đây là một cái lá thư, một cái bì thư. Em phải ghi tên người gửi, người nhận, kèm theo phải dán tem. Địa chỉ người gửi thì có thể không chính xác, nhưng mà địa chỉ người nhận nhất định phải chính xác, phải gửi đến người đó. Em phải dán một con tem vô để cho đây là tem của nhà bưu cục phát hành, tức là giống như chi phí để vận chuyển. Thì ở trên màn hình đó là con tem giá 500 đồng. Còn ngày nay theo cô biết thì giá của con tem là tối thiểu phải là 4.000 đồng. Thì khi em thấy là cái quãng đường nó xa xa thì em nên trả chi phí nhiều bằng cách là em dán double hai con tem luôn. Thì khi mà đi địa chỉ đến người nhận mà phải chính xác, nếu mà không chính xác thì anh bưu tá sẽ trả ngược lại cái cho địa chỉ của người gửi. Mà nếu mà người gửi cũng không ghi địa chỉ chính xác thì cái thư đó sẽ nằm ở bưu cục mãi mãi. Có khi người nhận cũng không biết mình có thư, mà người gửi cũng không biết được rằng là mình thư mình có tới hay không. Vấn đề em đặt ra là bây giờ em không gửi ta, em không dán tem thì thư có tới không? Theo cô biết thì thư cũng có tới, nhưng mà mình nên lịch sự, mình dán tem, tức là mình hình thức mình trả một ít chi phí cho bưu điện để họ có những cái chi phí cho trả cho về chi phí quản lý hay là trả cho nhân viên.
Để có thể gửi nhận thư điện tử, ta cần phải làm gì? Có thể mở tài khoản thư điện tử với nhà cung cấp nào? Mời em qua cho sao nhé. Số 2. Tạo tài khoản gửi và nhận thư điện tử.